Xe đạp đâu? Câu trả lời chính xác. Xe đạp đâu? Bé hãy tìm xem. Giày ba tin ở đâu? Xe đạp đây. Giày ba tin ở đâu? Tin đâu? Đây này. Đúng rồi. Bé hãy tìm xem. Tàu hỏa ở đâu? Tàu hỏa đâu? Tàu hỏa đâu? Đúng rồi. Bé hãy tìm xem. Đâu xe taxi ở đâu? Xe taxi ở đâu à? Taxi. Câu trả lời chính xác. Bé hãy tìm xem. Xe cứu thương ở đâu? Xe cứu thương ở đâu? Đúng trường này. Chưa đúng rồi. Hãy suy nghĩ thêm một chút. Bé hãy tìm xem. Xe cứu thương ở đâu? Chưa nghe này. Vẫn chưa đúng rồi. Hãy suy nghĩ thêm một chút. Bé hãy tìm xem. Xe cứu thương ở đâu? Đúng rồi. Bé hãy tìm xem. Tinh khí cầu ở đâu? Tinh khí cầu ở đâu nào? Nào. Đâu ơi? Đâu chị ơi? Chưa đúng rồi. Hãy suy nghĩ thêm một chút. Bé hãy tìm xem. Tinh khí cầu ở đâu? Tinh khí cầu ở đâu? Đây này. Đúng rồi. Bé hãy tìm xem. Đâu tàu ngầm ở đâu? Tàu ngầm ở đâu? Đâu rồi? Chị vô. Câu trả lời chính xác. Bé hãy tìm xem. Tàu điện ở đâu? Điện đâu? Điện mà chưa? Đây nè. Chưa đúng rồi. Hãy suy nghĩ thêm một chút. Tàu điện. Bé hãy tìm xem. Tàu điện ở đâu? Đến đây. Đúng rồi. Bé hãy tìm xem. Xe tải ở đâu? Xe tải đâu à? Xe tải đâu à? Xe tải đâu à? Tại đây. À, đúng rồi, chính xác. Đến đi. Đúng rồi. Ừ, em giỏi quá. Bé hãy tìm xem. Đường sắt ở đâu? Rồi, kiểm tra nhá. Để chuyển qua học tập đi. Xe xích lô, tàu hỏa, xe đạp, xe bé ơi, bắt đầu kiểm tra nhé. Bé hãy tìm xem ô tô ở đâu. Hãy cùng tôi tìm hiểu về phương tiện sau. Hãy cùng tôi tìm hiểu. Con vần vần qua này, đây con như đây, con như đây. Nó chỉ với con nhá. Nha, ấn vào. Rồi. Khám phá thế giới được khám phá thế giới động vật. Chim đâu? Chỉ chim với con nhá. Chim này. Chim bồ câu. Ừ, đúng rồi. Chim bồ câu. Chim cá đâu, cá đâu? Chỉ cá mà xem. Cá đâu? Cá đâu mà tìm chưa ra hả? Đâu? Cá đâu, cá đâu em? Cá mập không? Hay là cá vàng? Cá vàng đây này. Cá vàng em. Con cá vàng. Con cá vàng. Cá vàng. Ờ, cá vàng trên bể đúng không? Bể. Ừ. Bể vỡ đúng không? Số đi, làm miếng số ba. Số nè.
Đi bắt đi đó, lắp cái này, lắp bây giờ lên lỗ này. Đi lắp lỗ đó, lắp đó. Rồi, đánh cái này. Khám phá số và hình dạng. 1 1 1 0 1 0 0 3 4 5 5 6 7 6 7 đâu? 6 6 6 7 7 6 8 8 8 8 Rồi lắp con bò vào này. Rồi bắt lắp con ra. Đó, chưa? Hãy nút là học chữ cái là bằng chữ cái tiếng Việt. A, A, O, E, M, O, G, G, S, S. Tiếng N à? Đẹp quá, mở tiếng N đi. Let's get started. A, S, E, D, E, E, V, U, O, O, N, T, S, S. Giáo ha, nghề nghiệp ha, đây mà, chưa? Yeah.